chào tất cả mọi người. Thì Vũ đang có mặt tại Bình Dương. Thì hôm nay Vũ mời các bạn cùng với Vũ vào tham quan một công trình đang vào giai đoạn hoàn thiện ha. Thì công trình này là có diện tích là ngang 4,5m, dài 16m, quy mô 1 trệt 2 lầu và sinh thượng trung cung. Thì coi công trình này nó được thi công như thế nào thì mọi người cùng với Vũ vào tham quan. Mọi người coi đây là cái khu vực đang thi công, mọi người thấy là được dọn rất là sạch sẽ mọi người ha. Mặc dù hoàn thiện thì thông thường cũng thấy thì công trình mà hoàn thiện thì đa phần các nhà thầu đều để vật tư rất là nhớt nhát. Mà cái việc mà để vật tư nhớt nhát như vậy thì ảnh hưởng tới những cái công tác mà thi công chúng ta rất nhiều, khi chúng ta phải dời những cái vật tư qua lại với nhau. Thì ở đây mọi người coi nè, đặc biệt mọi người coi ở đây là chúng ta sẽ có hai vô hoàn thiện thì bên Vũ sử dụng hai loại xi măng ha. Thứ nhất là cái xi măng Hà Tiên, đây là Hà Tiên đa dụng nè mọi người. Đó, quay cái chữ đa dụng cho mọi người coi. Khó không ạ? Đó đây, Hà Tiên đa dụng BCB40. BCB40 nè. Ha, và ở đây có một loại nữa là xi măng Hà Tiên xây tôn. Ha, xây tô này là MC25. Đây, MC25. Thì tại sao mà nó có hai cái loại xi măng này để sử dụng như vậy? Thì đối với Hà Tiên đa dụng này cũng sẽ sử dụng để dành tô mặt ngoài. Hai những cái phần nào mà tường bên ngoài thì sẽ dùng cái xi măng Hà Tiên đa dụng này, còn trong nhà thì mình sẽ dùng cái anh Hà Tiên xây tô này thôi để tiết kiệm thêm chi phí. Thì cái xi măng này thì Vũ cũng không biết nó có tốt hay không, Vũ cũng đang trong quy trình thử nghiệm mọi người ha, để coi nó đỡ nứt hay không. Đó, mình xài cái thằng đa dụng này coi nó đỡ nứt hay không thôi. Sắp tới đây nếu mà nó có kết quả thì Vũ cũng sẽ phổ biến cho mọi người luôn. Thì xương nước cũng đã được nhập về ha, một xương nước cũng đã được nhập về. Rồi, nhà này thì trên các lầu thì được bố trí hai phòng đó, phòng phía trước và phòng phía sau, mỗi phòng đều có toilet riêng. Đó, mọi người thấy đi tầng nào cũng sạch sẽ hết ha mọi người ha. Tất cả các vị trí toilet cũng đã được chống thấm rồi mọi người, vừa được quét chống thấm hết rồi. Mấy cái nắp bít này sao gỡ ra không bít lại, cho bít lại hết đi. Ngoài ban công đây rất sáng nè mọi người nha. Mọi người thấy là khi mà ở đây giới thiệu mọi người là những cái điện thì anh em thợ họ đã luồn đi hết rồi, mọi người thấy là rất là nhiều màu ha. Đó, chứ không phải là đi một loại màu đâu. Ví dụ như vị trí ổ cắm này sẽ có hai màu để phân biệt cái nguồn nóng và nguồn điện và nguồn lạnh. Đó, mọi người coi là ví dụ như cái quy tụ ở đây chúng ta cũng có rất là nhiều màu, màu đỏ, màu vàng, màu đen để phân biệt được tất cả các loại dây điện mà khi mà chúng ta lắp đặt ha, thiết bị ha, và thuận tiện cho chúng ta sau này chúng ta sửa chữa luôn. Có màu xanh nữa. Thì cái việc này thì rất là cần thiết ha mọi người ha, để khi mà mai này chúng ta sửa chữa đồ này nọ thì chúng ta biết được là cái dây này là dây của cái thiết bị nào, rồi dây này dây nóng hay dây lạnh. Như chúng ta sẽ hạn chế việc mò đi, nhưng mà khi thi công cái này thì nó sẽ hao hụt dây rất là nhiều. Thật ra là đa phần là mọi người cứ mua dây cái cùng cái đó về rồi mọi người cứ tận dụng làm, mà không có mua nhiều màu mà để mà làm. Chú khuyên mà cứ nên mua nhiều màu đi, làm thi công vai này nó thuận tiện chúng ta hơn. Đây là nhà này thì có sân phía sau nữa, thành ra là phía sau sẽ có một cái ban công rất là thoáng cho cái phòng này ha mọi người ha. Cộng thêm là họ tận dụng thêm cái lỗ giếng trời này. Rồi, đây là cái ô giếng trời giữa nhà chúng ta ha. Nhà chúng ta chắc chắn sẽ rất là thoáng. Cái đặc sản của tiếp khách số 8 là phải vô nhà là phải thoáng, phải sáng. Đó là đặc sản của công ty ha. Mọi người thấy ban công ở đây có một cái view hình tròn, được trang trí cái hình tròn rất là lớn và đẹp mọi người ha.
để làm được cái phim tròn này thì đòi hỏi chúng ta có một phải có biện pháp thi công thật là tốt đó mọi người. Đó, để làm cái này thì chắc chắn là chúng ta sẽ cần những cái khung sắt tròn chúng ta gia công sẵn và chúng ta đặt lên chúng ta xây những cái tròn này được. Còn không thôi là nó ra cái hình bầu dục gì đó kỳ cục lắm mọi người. Thật ra là làm phải kỹ kỹ với những cái chi tiết này. Ở đây là có kỹ sư Nhân luôn, nhưng cho mọi người biết là làm cái giai đoạn này thì thời gian thi công đã được bao lâu? Dạ, là tới giai đoạn này á là gần 2 tháng. Gần 2 tháng rồi hả? Bao nhiêu con người thường xuyên làm ở đây em? Dạ, thường trung bình là sẽ dao động từ 7 đến 9 người. 7 đến 9 người cũng đông đó. Dạ. Rất là tốt. Rồi dự kiến là bao lâu nữa chúng ta sẽ bàn giao công trình? Dạ, theo dự kiến theo mình dự kiến tiến độ của mình thì tầm 1 tháng đến 1 tháng rưỡi nữa là sẽ giao nhà. Hai tháng rưỡi thì anh nghĩ là nó kịp, tới đây là nó ổn rồi, với mọi thứ chuẩn bị gì rồi thì sắp tới sẽ cho sơn nước và lá cạch vô đúng không? Dạ. Chủ nhà đây chốt hết một tường thì hết chưa? Dạ đúng rồi, chủ nhà chốt đó. Tới giờ đoạn này bắt buộc là chủ nhà chúng ta cũng phải lên chốt với một tường hoàn thiện ha, để mà chúng ta chuẩn bị sẵn khi mà tới giờ đoạn thi công nào thì chúng ta có một tư để cho chúng ta về thì cái máy này phải vậy nó chuyên dữ vậy ha. Cái thời tài liệu mà nó kêu giống như là cái gì vậy, chữ cái trời. Ôi nó kêu kìa. Rồi chúng ta đang đứng trên cái tầng sân thượng trục khu này thì mọi người thấy cái ô trục khu này cũng rất là lớn ha. Cho cái cầu thang chúng ta cũng thiết kế lớn. Thì anh em đang cho tiến hành là cán cái nền sân thượng rồi mọi người. Thì cán cái nền sân thượng này mọi người lưu ý là chúng ta phải ghém để tạo độ dốc ha. Đó, phía xa xa chúng ta có hai cái phiểu thu. Đó, chúng ta phải tuyệt đối là nó phải dốc về hai cái đó để mà khi mà chúng ta sử dụng hay có mưa xuống mà nó ngưng mưa thì khoảng 5 phút sau là nó không có động miếng nước nào thì cái việc mà chống thấm chúng ta nó sẽ được thọ hơn, lâu dài hơn ha mọi người ha. Đó, đó là cái mẹo mà để tăng tuổi thọ chống thấm thôi. Đây, phía sau cũng đang cán. Đó, mọi người coi những cái cục ghém cán. Cái này đang cho nó dốc mấy phân vậy? Dạ, 6 phân. 6 phân đó mọi người. Với cái chiều dài này mà dốc 6 phân thì dốc nhiều á. Mà cứ dốc nhiều càng tốt ha mọi người ha. Để cho nó thoát nước nó lẹ. Rồi, một vài ít phút cán mũi cùng với Vũ đi tham quan công trình thì mong mọi người sẽ có thêm được những kinh nghiệm như thế nào về việc mà xây nhà của mình ha. Vũ mong là sắp tới công ty đang vào giai đoạn hoàn thiện rất là nhiều, Vũ sẽ chia sẻ mọi người về những kỹ thuật hoàn thiện nhiều hơn như là lắp gạch, sơn nước, làm điện nước như thế nào. Mong mọi người ủng hộ Vũ, cho Vũ một nút đăng ký kênh, nút like và chia sẻ với Vũ ha. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người vào những clip sau.